đã quay trở lại với bản tin hot số 19 của MT Shop. Và sau một thời gian du sơn ngoạn thủy thì Hiếu đã quay trở lại với background quen thuộc của chúng ta. Và bây giờ thì hãy cùng nhau điểm qua các tin tức chính luôn nhé. Siêu phẩm Nokia 9 lộ có hình đầy đủ trên AnTuTu. Hình ảnh trên tay iPhone 8 Jet White bất ngờ xuất hiện. Wacom và BKV sẽ đưa Bphone 2 xuất ngoại. Mới đây, Nokia 9 đã ghé thăm trang web điện trưởng AnTuTu và nhờ thế thông số cấu hình của máy đã lộ diện khá rõ ràng và chi tiết. Theo thông tin được rò rỉ, Nokia 9 sẽ dùng chip Snapdragon 835 tích hợp đồ họa Adreno 540, RAM 4GB, ROM 64GB, chạy Android 7.1.1 Nougat cùng màn hình độ phân giải 2K. Ngoài ra, máy cũng sẽ được trang bị camera kép 13MP ở mặt sau và kích thước màn hình trước đó. Nhiều báo cáo cho biết Nokia 9 sẽ có màn hình rộng 5.5 inch. iPhone 8 đang là một chủ đề nóng hổi khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng siêu phẩm của Apple trong năm nay. Và mới đây, một hình ảnh chiếc iPhone 8 trong màu sắc Jet White vô cùng đặc biệt đã được chia sẻ rất là rầm rộ trên Twitter. Hầu hết các mô hình iPhone 8 rò rỉ cho tới nay đều đặc trưng cho màu sắc Jet Black hoặc màu khá phổ biến trên các model trước đó của Apple. Mới đây, chiếc iPhone 8 màu Jet White với mặt lưng cùng với phần viền đều được phủ màu bạc đã được chia sẻ rầm rộ trên Twitter. Theo đó, chúng ta vẫn sẽ dễ dàng nhận ra chiếc điện thoại có một khu vực nhỏ nằm phía trên màn hình hiển thị sẽ là nơi tập trung tất cả các cảm biến như máy quét 3D, camera selfie, loa thoại. Chiếc iPhone 8 này cũng không có Touch ID, nhưng nguồn tin không cho biết là Apple đặt nó bên trong màn hình hay ở một vị trí nào khác. Phần mặt sau, nó cũng có cụm camera kép đặt theo chiều dọc để hỗ trợ thực tế ảo tốt hơn. Đây dường như là thiết kế cuối cùng của iPhone 8 mà chúng ta sẽ thấy trong vài tháng tới. Một báo cáo mới đây cũng khẳng định, thế hệ sản phẩm tiếp theo của Apple sẽ có một máy quét khuôn mặt hồng ngoại ở mặt trước. Nhà sản xuất bán dẫn toàn cầu Wacom cho biết sẽ đầu tư hơn vào thị trường Việt Nam và sẽ hợp tác với BKV để đưa smartphone mới nhất của công ty, đó chính là Bphone 2, tiến ra thị trường quốc tế. Wacom đang là một trong những đối tác lớn nhất của BKV và CEO của công ty phần mềm Việt Nam lại luôn có các ý tưởng táo bạo. Chính vì thế, việc đưa sản phẩm của công ty ra ngoài thị trường Việt Nam không phải là điên rồ. Có thể thấy sau 2 năm, BKV đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm từ chiếc Bphone đầu tiên để đến với các kế hoạch kỹ lưỡng hơn và tốt hơn so với trước đây. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin về việc BKV sẽ dự định bán ở các thị trường cụ thể nào sau khi cho Bphone 2 xuất ngoại. Và vừa rồi là toàn bộ những thông tin trong bản tin hot số 19 của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên like và subscribe FPT Shop nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.